mã số thuế cá nhân trong một số công việc bạn sẽ dùng đến. Đôi lúc bạn sẽ không thể nhớ mã số thuế cá nhân của mình. Lúc này, bạn có thể tra cứu mã số thuế cá nhân đơn giản qua các bước sau. Bước 1. Truy cập vào địa chỉ web của thuế điện tử. Bước 2. Tại trang chủ, bạn tiến hành chọn cá nhân. Tiếp đến, chọn vào tra cứu thông tin NNT. Sau đó, trang web sẽ hiện ra bảng để điền thông tin. Bạn bắt đầu điền chính xác các thông tin như loại giấy tờ, chứng minh thư hoặc căn cước công dân. Lưu ý, ở đây bạn vẫn chọn chứng minh thư. Số giấy tờ, bạn nhập số thẻ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Mã kiểm tra, bạn nhập đúng mã kiểm tra gồm 4 chữ số. Sau khi bạn điền chính xác các thông tin trên, bạn nhấn vào tra cứu. Bước 3, nhận kết quả. Bạn sẽ nhận được mã số thuế cần tra cứu và thông tin về người nộp thuế, gồm mã số thuế cá nhân được cơ quan cấp, tên người nộp thuế, cơ quan thuế, nơi cá nhân tham gia đóng thuế, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người nộp thuế, ngày cấp mã số thuế cho cá nhân, trạng thái là tình trạng sử dụng mã số thuế của người nộp thuế. Vừa rồi là các bước tra cứu mã số thuế cá nhân đơn giản, có thể bạn chưa biết. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!